Các cụ có câu, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Hầu hết những kẻ khỏe mạnh, không, phải nói là sức muôn người không địch mới chính xác, thì thường IQ kém phát triển. Bởi vì vốn dĩ cuộc sống ít công bằng, làm gì có mấy kẻ vừa mạnh lại vừa thông minh đâu. Cứ nhìn mấy tay như Lữ Bố hay Hạng Vũ thì biết, trên trận chiến dũng mãnh vô song, lấy một địch 10, thậm chí địch 100, nhưng cuối cùng lại bị oẳng bởi kẻ mà mình bóp cái chết luôn. Trong tác phẩm của Kim Dung, có một vài nhân vật được tác giả ban cho một thứ gọi là thần lực trời sinh. Liệu thứ này có giúp họ khuynh đảo thiên hạ, vũ động cửu thiên hay không? Mọi người cùng định phong điểm qua xem người ấy là ai nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Quỳ Tần Thụ là một nhân vật khá đáng ghét trong tác phẩm Bích Huyết Kiếm. Lý do là bởi lão có một mụ vợ khá giống sư tử Hà Đông. Khi nhắc đến những kẻ có thần lực, người ta hình dung ngay tới một người to cao bạo vỡ. Thế nhưng Quy Tân Thụ thì khác. Còn nhớ khi xưa Thừa Chí có gặp hai vợ chồng lão, lúc này đôi bên chưa chính thức nhận huynh đệ, ngược lại còn có thêm hiềm khích. Thế nên Quy Viên hai người đã động thủ với nhau. Kim Dung mô tả rằng Thừa Chí từ khi xuống núi tới giờ chưa hề gặp người nào có công lực mạnh như vậy. Chàng biết ngay đó chính là nhị sư huynh. Chàng giật mình kinh hãi nghĩ thầm, ta biết bản lãnh của nhị sư huynh phi thường, nhưng không ngờ anh ta gầy gò nhỏ bé như thế mà lại có thần lực như vậy. Quy nhị nương quay lại nhìn chồng, thấy hai bóng người lẫn trong tiếng gió vù vù đang đánh nhau hăng hái vô cùng. Quy Tân Thụ sức mạnh thế trầm, Viên Thừa Chí chân tay nhanh nhẹn, một người thuần võ công bổn môn, một người kiêm sở trường của ba nhà, thật là kỳ phùng địch thủ, có bề phân biệt hơn kém. A Nhị là một nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký, xuất thân từ phái Kim Cương Môn ở Tây Vực. Kim Dung mô tả rằng sau khi A Ta đã bị Trương Vô Kỵ đánh cho sống dở chết dở thì gã đến ưng chiến, trường phải nhắm ngay ngực Trương Vô Kỵ tấn công. Trường của y chưa tới, Trương Vô Kỵ đã thấy tức ngực, vội vàng sử dụng chiêu tạp vì thế, dẫn lực đạo của y lệch qua một bên. Gã đầu hói chẳng nói chẳng rằng, hạ bàn vững chãi như đinh đóng xuống đất, chăm chăm hết trường này đến trường khác đánh ra, nội lực hùng hồn không ai sánh kịp. Trường Ba Gió nhìn thấy A Nhị, nghĩ thầm trong bụng, gã đầu hói này nội lực hùng hậu, trong võ lâm quả ít thấy, chỉ e đấu thêm trường nữa tiểu Hà Nhi sẽ bị trọng thương. Ôi thần linh ơi, người ta cứ muốn so Trương Tam Phong với vô danh thần tăng, nhưng thú thực bản thân Đình Phong rất thích tính công bằng. Khổ nỗi Kim Dung lại cứ thích nâng sư quét xác, à dìm võ đang tổ sư, vậy nên tại hạ buộc phải theo ý của tác giả. Như các bạn đã biết, chính Trương Vô Kỵ đã từng truyền nội lực cho Trương Tam Phong. Với tu vi trăm năm của mình, chẳng lẽ Ba Gió lại không phán đoán ra được nội lực của thằng cháu của mình so với gã A Nhị kia hay sao, mà lại đi lo cho Trương Vô Kỵ bị trọng thương. Kết quả là trưởng thứ hai đôi bên lại đụng nhau, nghe bình một tiếng, A Nhị thân hình lảo đảo lùi lại một bước, còn Trương Vô Kỵ thản nhiên nhàn nhã vẫn đứng tại chỗ. Đấy, hơn kém đã rõ, vậy mà Ba Gió lại nghĩ hai. Nên biết rằng A Nhị là một dị nhân trong phái Kim Cương, vốn có thần lực trời sinh, từ ngoại công biến ngược lại trở thành nội công, đi theo một đường lối riêng, luyện thành một người nội công cực kỳ thâm hậu, tài năng còn hơn xa cả tổ sư Hỏa Công Đầu Đà năm xưa, có thể coi là trời cho. Dưới song trưởng của y, rất ít ai đỡ nổi ba chiêu, thế mà gặp phải Võ Lâm Chí Tôn thì như con gặp bố, thật là đáng tiếc. Tiêu Phong không được Kim Dung bút cho các sở kinh xịn như Tĩnh Quá Kỵ, Sùng Trúc Dự, nhưng ông lại ban cho chàng một thứ được gọi là thần lực trời sinh. Tiêu Phong thân sinh ở Khiết Đan, cơ thể cao lớn, từ nhỏ đã khỏe mạnh hơn người. Chính A Châu khi đi cùng với Tiêu Phong, sau khi chàng tung hoành tại Tụ Hiền Trang, đã bảo với chàng, đại gia thân thể cao to, đi đâu cũng khiến người ta chú ý, tốt nhất là cải trang thành một hào sĩ bình thường, trên người không có điểm gì đặc biệt. Nội lực của chàng tự thân tu luyện, không dồi dào như các men rớt núi với bí kíp. Tuy nhiên để xét về công lực và lượng đam tạo ra,
tuyệt không có một nhân vật nào đủ cảnh giới để so với chàng, ngoại trừ vô danh thần tăng trong tàng kinh các. Còn nhớ lúc gặp A Tử, Tiêu Phong từng ném một cây cương trượng 50 cân vào trong vùng đá đen cực kỳ cứng rắn. Nó ngập sâu tới tận 5 thước, quả thực là kỳ dị. Ngay cả trong lần trên Thiếu Lâm Tự, ba người là Du Thản Chi, Đinh Xuân Thu và Mộ Dung Phục vây đánh chàng, Tiêu Phong tả xung hữu đột, đấm một quyền vào Du Thản Chi, quyền đó kinh lực ngàn cân. Kim Dung mô tả họ Du chuyên cần luyện dịch cân kinh, nên thể lực tự nhiên sinh ra phản ứng, đầu lập tức ngửa về phía sau, lộn mèo hai vòng, tránh được quyền chiêu của Tiêu Phong chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Tuy nhiên y thấy mặt mát rượi, quần hùng ồ lên một tiếng, rồi thấy từng mảnh như đàn bướm tung vãi khắp nơi. Thì ra trước mặt nạ của Du Thản Chi che trên mặt đã bị quyền của Tiêu Phong đánh tan nát, nên biết rằng trước mặt nạ của họ Du làm bằng sắt được thợ rèn đúc khuôn riêng cho y, nên không hề chắp hàn rũa. Thế mà chàng mới chỉ đánh sượt qua chứ chưa trúng, mà lượng đam tạo ra đã có thể phá vụn cả chiếc mặt nạ thành từng mảnh nhỏ. Người ta có thể dùng tụ phong phá đá, phá cây thì bình thường, nhưng quyền kình của Tiêu Phong có thể phá sắt, làm nó nát bươm. Tuyệt nhiên trong thiên hạ của Kim Dung, có lẽ không có người thứ hai làm được. Điểm Thương Ngư Ẩn là đầu đệ của Đoàn Chí Hưng, xuất hiện trong tập truyện Anh Hùng Đại Yến của Thần Điêu Hiệp Lữ. Kim Dung mô tả lão có lực cánh tay cực khỏe, khi Nhất Đăng đại sư ẩn cư ở chùa Sương Tây, ngày ngày điểm thương ngư ẩn, dùng thiết tương chèo thuyền bơi ngược dòng, luyện hai cánh tay có gân cốt cứng như sắt. Điểm Thương Ngư Ẩn là đại đệ tử của Nhất Đăng đại sư, ở trong sư môn lâu nhất, được Nhất Đăng đại sư yêu quý vì cái tính chất ác thô lỗ, có điều thiên tư hơi kém, nội công không bằng Chu Tử Liễu, nhưng ngạnh công thì cực kỳ lợi hại. Lúc này tỉ thí ngoại công với Đạt Nhĩ Ba chính là dùng đến sở trường của mình. Chỉ thấy hai cái thiết tương ung lên đánh xuống, công kích mãnh liệt, mỗi cái thiết tương nặng tới 50 cân. Điểm Thương Ngư Ẩn vung múa nó linh hoạt, cứ như người ta sử dụng cây đao thanh kiếm nặng vài cân vậy. Đạt Nhĩ Ba tự phụ có hai cánh tay vô song, nào ngờ đến Trung Nguyên lại gặp phải một vị tướng quân có thần lực nhường này. Đối phương không chỉ cực khỏe mà chiêu số càng tinh diệu, phải dốc toàn lực ra sử dụng kim cương chử, chử đối tương, tương đối chử, cả hai thủ ít công nhiều. Lúc Chư Tử Liệu đấu với Hoắc Đô, nhiều người xem trong đại sảnh đã phải tản đi tránh gió. Bây giờ hai loại binh khí nặng đấu nhau, đừng nói luồng gió quạt xa khó chịu, mà tiếng va chạm của chúng càng không thể chịu nổi, đa số phải bịt tai mà xem. Dưới ánh nến, cái kim chử hóa thành một đạo kim quang, thiết tương thì trông như hai luồng hắc khí cứ xoắn lấy nhau, càng đấu càng ác liệt. Đình Phong còn nhớ, trong bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ bản 2006, Đạt Nhĩ Ba xuất hiện trước mắt tất cả là một nhà sư to béo. Thế nhưng thật buồn cười thay, trong nguyên tác Kim Dung mô tả gã thân hình gầy đét, các đạo diễn thật chống lại nguyên tác. Tuy nhiên cái này cũng đúng thôi, nếu nhắc đến những kẻ siêu khỏe, chẳng ai hình dung ra một người gầy gò ốm nhom cả, mà Kim Dung lại cứ thích trang bị cho những ông suy dinh dưỡng cái chức năng thần lực. Cụ mô tả Đạt Nhĩ Ba rút binh khí từ trong áo cà sa đỏ, bước ra giữa sảnh. Mọi người nhìn thấy binh khí của y đều kinh ngạc, thì ra đó là một cái chày vừa thô vừa dài, bằng vàng, gọi là kim chử. Loại kim cương hàng ma chử này vốn được các bậc chấp pháp trong Phật giáo sử dụng, lão tăng này dùng nó làm binh khí cũng không lạ. Nhưng cây kim chử này của Đạt Nhĩ Ba dài tới 4 thước, đầu thô, cán lấp lánh màu vàng, hình như được đúc bằng vàng nguyên chất, nặng không khác gì sắt thép. Đạt Nhĩ Ba tới giữa sảnh, chắp tay trước ngực hành lễ với quần hùng, tung cây kim chử lên trời một cái. Nó rơi xuống nghe hịch một tiếng, làm vỡ vụn hai gọn gạch hoa màu xanh lớn dưới nền. Cán kim chử cắm sâu xuống đất, non 1 thước. Trọng lượng cây kim chử nặng tới mức ấy, mà Đạt Nhĩ Ba là một hòa thượng gầy đét, xử nổi cây kim chử đó, đủ hiểu võ công cao cường biết chừng nào. Có lẽ có khá nhiều độc giả sẽ bất ngờ về vị trí này, bởi người mà Đình Phong kể dưới đây rất ít quen mắt.
Nhưng nếu xét về thần lực trời sinh trong Kim Dung, rất ít nhân vật nào có thể vượt qua được bốn anh em sinh tử có tên là Cốt Luân Tứ Hổ này. Nhớ thủa xưa nhà Thanh có ý gây khó dễ cho bộ tộc người Hồi của Mộc Trác Luân, đã sai sứ giả và bốn người khổng lồ tới đây thị uy sức mạnh. Kim Dung mô tả bốn hổ là người Ninh Cổ Tháp ở Liêu Đông. Đại hổ thần lực kinh người, chẳng khác gì Lỗ Chí Thâm trong tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am, cũng là một gốc cây bạch dương. Đại hổ gầm lên một tiếng, nhổ bật cả rễ rồi quăng xuống đất. Nhị hổ tốc độ còn nhanh hơn cả lạc đà Pan. Nếu anh em ai thích đế chế thì biết, hay hôm nào đỉnh phong thử luận Awe nhỉ. Mà thôi, trở lại chuyện chính. Nhị hổ đợi con lạc đà chạy khoảng 10 trượng, hắn mới xông lên. Thân thể của hắn to lớn, nhưng bước chân lại cực kỳ nhanh chóng. Chỉ chớp mắt, đã đuổi kịp con lạc đà, túm lấy bốn chân, rồi xốc ngược lên. Con lạc đà nặng mấy trăm cân, mà hắn vác trên tay, sải bước quay về, rồi ngạo mạn đặt kế bên đống lửa. Tam hổ thì sao? Hắn hừ lên một tiếng, đưa bàn tay vĩ đại ra đánh một quyền vào giữa đầu con lạc đà. Con lạc đà đáng thương đứng không vững, lắc lư mấy cái rồi ngã lăn xuống đất. Tứ hổ cũng chẳng kém phần, nắm lấy một chân con lạc đà, nhấc bổng qua đầu, quay trên không 2-3 vòng, hô vang một tiếng, rồi quăng nó xa 6-7 trượng. Tất cả ai nấy nhìn thấy thì đều mồm miệng há hốc ra, tự nghĩ, ôi chúng nó khỏe à cờ đờ, chắc là uống nước tăng lực Red Bull rồi. Không, bốn hổ không uống nước tăng lực gì cả. Kim Dung mô tả rằng, khi mẫu thân chúng hạ sinh bốn đứa con khổng lồ này, bà cực nhọc quá độ, gắng gượng chống chọi, đến khi sinh đứa thứ tư là Cốt Luân Tứ Hổ, mới chết vì mất máu quá nhiều. Phụ thân chúng là một thợ săn nghèo khó, khi vợ chết thì không biết lấy đâu ra sữa để nuôi bốn đứa con. Ông ta đang phiền não thì nghe thấy trong rừng có tiếng hổ gầm, thì ra một con hổ cái đã mắc vào bẫy thú. Ông và bạn bè ra bắt con hổ cái, thấy bên cạnh còn ba con hổ nhỏ mới sinh ra, bèn nảy ra ý định giết hổ con, nuôi hổ mẹ, mỗi ngày săn được mấy con thú để lấy sữa hổ nuôi bốn đứa con của mình. Vì thế bốn huynh đệ này từ nhỏ đã có sức lực như hùm, khi lớn lên thân hình to lớn, thần lực kinh người, chỉ có điều hơi đần độn. Khi đi săn chúng không cần dùng khí giới, hễ nhìn thấy dã thú là túm lấy cổ đập vào núi đá, thú nào cũng chết ngay. Bốn người này ăn không biết no, săn bắn bao nhiêu cũng không thỏa mãn được cái bụng. Ni Ma Tinh là một trong những thanh niên nhỏ nhem bậc nhất Kim Dung. Khi vừa bước chân ra giang hồ, đã toàn gặp phải các bãi cướp trâu đang chờ sẵn. Lão thân hình cực lùn và đen, đến từ Thiên Trúc. Các cụ nhà ta có câu, nào là ăn thùng uống phải, nào là ăn tục nói phét. Nhưng Ni Ma Tinh không thuộc vào những trường hợp này. Lão ăn không cần đũa, cứ dùng tay để triển. Thời xưa không có nước rửa chén đĩa, ăn chay chẳng nói, chứ ăn thịt mà cầm tay lên bỏ vào miệng, oh my god, nhớt nhát ở cờ đờ, dù có lấy rẻ, khăn lau cũng chẳng thể sạch. Còn nhớ năm xưa đại hãn Mông Cổ, ông cho Kim Luân Pháp Vương trước đệ nhất dũng sĩ, đám người của Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh không phục. Khi thấy lão đánh mã quang tá, liền nhân cớ so kè, Tiêu Tương Tử khôn hơn, liền nói, bác Ni có công cao hơn em, mời bác ra trước, tí nữa bác mỏi, em sẽ sơi ngọt thằng Luân kia, được thì chia đôi công, thua bác chịu cả, bác thấy thế nào? Ni Ma Tinh tặc lưỡi, thôi làm anh ăn thèm bác nặng, liền tiện tay bác một hòn đá lớn bên dốc núi lên và nói, được, tại hạ thử tài hai cái vòng tròn của đại sư. Y bác đá đánh tới trước ngực Kim Luân Pháp Vương, hòn đá này nặng chỉ ít cũng 300 cân. Mọi người thấy y không dùng binh khí, lại bác đá mà đánh, đều không khỏi kinh ngạc. Kim Luân Pháp Vương cũng không ngờ gã lùn này có thần lực ghê gớm đến vậy, không dám coi thường, nghiêng người né tránh, dùng cái đồng luân quật ngang lưng Ni Ma Tinh. Họ Ni đưa tảng đá ra sau cản lại, đồng luân cự thạch va vào nhau, tia lửa tung tóe tứ phía. Kim Luân cảm thấy cánh tay trái hơi tê dại, nghĩ rằng con quỷ lùn này võ công quái dị, thật không thể nào coi thường. Nhưng hắn dù có khỏe đến mấy, các khối đá nặng thế kia bỏng được bao lâu? Thế là múa xong luân, xoay chuyển quanh người Ni Ma Tinh. Chẳng ngờ cả hai đấu hồi lâu, lực đạo của Ni Ma Tinh vẫn không suy giảm. Quả thật là quỷ khốc kinh nhân.